Xin chào tất cả mọi người lại đang đây tiếp tục có series về tiktok shop thì có nội dung video ngày hôm nay đang chia sẻ cho mọi người cách làm sao chúng ta có thể tự tạo ra được những cái vô chơi trong cái livestream tiktok shop của chúng ta để tăng cái tương tác trong cái livestream ta nhiều hơn chẳng hạn những cái vô chơi là 5k 10k 20k 30k gì đó. À, và đặc biệt cách làm sao chúng ta có thể thiết lập được những cái nhiệm vụ cho khách hàng chẳng hạn như họ phải xem cái livestream của ta từ khoảng 3 phút 5 phút gì đó họ mới nhận nhận được cái vô cho đó. Hoặc là là khách hàng nó phải nào phải follow số của chúng ta mới nhận được những cái vô cho đó như vậy để tăng tương tác trong cái livestream của ta nhiều hơn để có nhiều mắt xem nhiều hơn đó, thì đang hãy chia sẻ cho mọi người trong cái cách làm như nào trong cái video ngày hôm nay luôn. Nếu mọi người thấy video này hay có thể cho đăng một like và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ chúng ta vào nội dung video thôi. Để tạo được những cái vô chơi trong cái livestream của chúng ta thì chúng ta sẽ vào cái trang Seller Center này, chúng ta vào cái uh, tab khuyến mãi này, công cụ quảng bá này. Thì ở đây có một cái tab là phiếu giảm giá này. Thì ở đây chúng ta có thể xem lại những cái khuyến mãi chúng ta đã tạo rồi, hoặc là chúng ta chưa có cái phiếu giảm giá nào cả thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần là tạo phiếu giảm giá nha. Tạo phiếu giảm giá, bấm vào phím tạo sau khi mà bấm vào tạo phí giảm giá này rồi thì chúng ta sẽ vào được một cái giao diện kiểu như vậy thì nó sẽ có hai loại chơi là chơi thường chơi thường này là chúng ta sẽ tạo nó sẽ xuất hiện trong cửa hàng chúng ta và xuất hiện trên video chúng ta còn nếu mà chúng ta muốn tạo cái chơi mà trong livestream thì chúng ta phải chọn cái này nha chúng ta sẽ chọn cái cái phần này chơi tương tác khi live ở đây thì chúng ta có thể đặt tên voucher, chơi cho hạn như chúng ta có thể đặt tên là voucher chơi ngày bao nhiêu hôm nay là ngày 25 tháng 12 đặt tên voucher chơi là ngày 25 tháng 12 đi thì đây mọi người muốn đặt tên gì mọi người đặt nha còn ở đây là thời gian mà có hiệu lực của voucher chơi cho hạn như là uh, hôm nay là ngày 25 bây giờ là khoảng như tầm 3 giờ đúng không thì đang sẽ ví dụ là khoảng tầm khoảng là um, 3 giờ 30 đi thì đang sẽ livestream thì đang sẽ để cái voucher chơi là 15 giờ 30 này ok 15 giờ 30 và sau đó thì đăng uh, đang bấm ok và sau đó thời gian kết thúc của voucher này thì chẳng hạn như mọi người muốn để cho nó dài cũng được hoặc là mọi người muốn cho nó nó tầm khoảng vài tiếng thôi cũng được chẳng hạn như là cái voucher này chúng ta livestream đến mấy giờ chẳng hạn như tới 17 giờ thì đang sẽ ngưng livestream thì đang có thể là để tầm khoảng 17 giờ thôi nó sẽ ngừng. hoặc là mọi người để dài hơn cũng được mọi người có thể để dài hơn để mỗi lần sau thì chúng ta cũng kích hoạt cái livestream thôi là chúng ta có thể live được rồi thì cái này tùy mọi người thôi rồi hiệu lực của mày giảm giá này thì ví dụ là chúng ta sẽ có đó có là à, cái voucher này từ khi lúc người nhận á, thì họ nhận xong thì có hiệu lực trong bao lâu á? thì ví dụ là mọi người có thể chỉnh khoản nhận xong thì có thể dùng trong một ngày thôi. Hết một ngày thì nó sẽ hết hiệu lực hoặc là mọi người có thể là để trong khoảng thời gian cụ thể là bao nhiêu. Rồi cái đặc phí giảm giá này á, thì mọi người có thể là mọi người không có số tiền bắt buộc nè. Chẳng hạn như là họ sẽ nhận được mã giảm giá 20.000. Ok cho à, số lượng có thể nhận trong khoảng là 100 cái. Uh, là không có số tiền bắt buộc chẳng hạn như mọi người muốn chi tiêu bắt buộc cũng được luôn uh, cũng được luôn chẳng hạn như số tiền chi tiêu chi tiêu bắt buộc này chẳng hạn số tiền uh, tối thiểu để họ phải mua hàng chẳng hạn như là đơn hàng uh, trên 150.000 thì họ sẽ được giảm uh 20.000 ngàn chẳng hạn đi hoặc là cái vui chơi này á, thì mọi người có thể là mọi người sẽ à, chỉnh sửa thành cái vui chơi follow shop được nha hiện tại đã có một chức năng là follow shop á à, chỉ chẳng hạn chúng ta cứ cài vui chơi kiểu như vậy thôi à, còn đến cái phần mà kích hoạt vui chơi thì chúng ta sẽ chọn cái nhiệm vụ á để khách hàng nhận được á thì à, có thể là có những cái nhiệm vụ là họ sẽ follow shop thì họ sẽ nhận được cái này hoặc là có những cái nhiệm vụ chẳng hạn như họ sẽ xem, phải xem cái livestream của chúng ta tầm khoảng là 3 phút 5 phút gì đó thì tùy theo nhiệm vụ thôi. À, tùy nhiệm vụ chúng ta có thể làm uh, cài đặt cái uh, nhiệm vụ cho họ làm để họ có thể là nhận được uh, cái vô cho này thì tùy theo mọi người thôi nha chẳng hạn như là giới hạn cho mỗi người mua chẳng hạn như mỗi người thì nhận được 5 vô cho hoặc bao nhiêu đó, tùy mọi người hoặc là mọi người có thể là cho toàn cửa hàng hoặc là mọi người chỉ cho một cái sản phẩm cụ thể nào đó thôi thì tùy mọi người nha chẳng hạn đây thì đang có thể là cho uh, toàn cửa hàng này ok thì nó tích vào đây thôi ok và sau đó chúng ta bấm gửi là như vậy là sẽ xong vô chơi đó mọi người sẽ xong vô chơi đơn giản thôi ok quay là danh sách này OK thì mọi người sẽ thấy là một cái vui chơi là 25 tháng 12 nè OK à, đang diễn ra này, không có vui chơi nào sắp tới này, OK sắp tới thì có cái vui chơi 25 tháng 12 này. Sau khi chúng ta cài đặt vui chơi xong rồi thì chúng ta sẽ vào kênh tiktok của chúng ta, chúng ta bấm chúng ta bắt đầu phát like nha. À, nhưng mà cái voucher này chúng ta có thể kích hoạt hoàn toàn trên điện thoại hoặc là chúng ta có thể kích hoạt trên máy tính cũng được luôn bây giờ thì đang hướng dẫn cho mọi người kích hoạt trên điện thoại nha kích hoạt trên điện thoại có thể là trước khi livestream hoặc là trong khi livestream ta kích hoạt đều được luôn luôn nha mọi người ví dụ đang sẽ kích hoạt trước khi livestream cho mọi người xem nha Giỏ hàng chúng ta sẽ vào giỏ hàng trên kênh này à, giỏ hàng trên kênh này bấm vào phần thêm sản phẩm này ok thì nó sẽ có một cái phần là quản lý à, phiếu giảm giá trên đây này thì mọi người khi mọi người đang livestream á mọi người bấm vào giỏ hàng á, thì nó cũng y chang như vậy thôi ok mọi người bấm vào đây thì ở đây nó sẽ có một cái phần là Uh, thiết lập nhiệm vụ này cái voucher uh, 25 tháng 12 nãy đang tạo mọi người thấy không ạ? Uh, nếu mọi người bấm phân phối á, thì nó sẽ phân phối luôn là mọi người bấm livestream nó sẽ phân phối luôn nha chẳng hạn bây giờ trước khi phân phối chúng ta nên thiết lập nhiệm vụ cho cái voucher này chẳng hạn thiết lập nhiệm vụ á, thì chúng ta có thể là nhiệm vụ của nó cho thời gian xem livestream này chẳng hạn như mọi người à, mình uh, uh, lúc mà bắt đầu phân phối á, chúng ta sẽ cho người xem là xem ít nhất là 5 phút thì họ mới nhận được cái voucher này hoặc là chúng ta có thể là cho nhiệm vụ là uh, những người xem phải follow kênh chúng ta thì chúng ta mới có thể là nhờ họ mới có thể là họ sẽ nhận được voucher này. OK, sau khi thiết lập xong nhiệm vụ thì chúng ta sẽ bấm phát like. OK, chúng ta sẽ bấm phát like nha. Hoặc là chúng ta bấm phát like xong rồi chúng ta vào giỏ hàng của chúng ta, chúng ta có thể vào cái phần uh, quản lý phối trực tiếp này, chúng ta có thể chỉnh sửa và chúng ta bấm phân phối cái voucher là khi đó cái voucher chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động nha. thì đó là cách kích hoạt voucher ở trên điện thoại. OK, chúng ta muốn kích hoạt cái livestream chúng ta ở trên máy tính đó, thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần gọi là uh, Lazzy Center này, chúng ta vào cái phần là quản lý phố trực tiếp này ok bấm vào cái tab quản lý phiếu trực tiếp này ok thì mọi người sẽ vào mọi người chỉnh chỉnh là tiếng việt này ok và sau đó chúng ta sẽ vào cái phần là phiếu giảm giá với trực tiếp này ok thì chúng ta sẽ có một cái phần mã voucher kiểu như vậy này ok và sau đó thì nó sẽ có một cái phần gọi là à, cài đặt nhiệm vụ này ok mọi người có thể cài đặt nhiệm vụ là à, xem một phút 2 phút 3 à, phút gì đó hoặc là mọi người follow chủ phòng live gì đó mọi người có thể bấm vào đây mọi người có thể lưu video này à, và sau đó thì chúng ta sẽ bấm uh, cái phần phân phối thôi nó y chang như trên điện thoại nó không khác gì cả đó là toàn bộ cái nội dung video ngày hôm nay à, và đang có một nhóm zalo là không tốt shop này chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin uh, những cái thông báo mới nhất về tiktok và tiktok shop và lâu lâu đang hay làm những cái zoom chia sẻ và cập nhật cho mọi người và giải thắc mắc cho mọi người á nếu mà các anh chị nào muốn vào á, thì đang để cái link zalo này ở cái comment đầu tiên của video này nhá à, nếu mọi người thấy video này hay thì có thể uh, cho đăng một like và đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích của có đăng về tiktok và tiktok shop nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người xin chào nhé